Từ sáng sớm nay, nước lũ bắt đầu rút, các hộ dân bị ngập sâu đã quay trở về nhà để lau dọn nhà cửa. Dù đã nỗ lực kết cấu tài sản, nhưng do nước lũ lên quá nhanh nên rất nhiều vật nuôi, hàng hóa, thiết bị điện đã bị cuốn trôi hư hỏng. Hai vợ chồng mới bắt đầu dọn cho đến khi 12 giờ đêm là kiệt sức rồi, là làm kịp nữa là số đồ lề trong nhà là ướt hết. Rồi thì ga thì bị cuốn trôi. Còn đây là hai trường mầm non và tiểu học Hương Đô. Cả phòng học đều bị ngập sâu hơn 1 mét. Bùn đất phủ kín nền nhà, bàn ghế, nhiều vật dụng học tập cũng bị ngấm nước. Ngay sáng nay, các giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công tác này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một số giáo viên thì nhà xá, trên tuyến đường đi lại được còn đang ngập lụt, rồi là cũng như là một số phụ huynh là cũng vận động họ đến cùng giúp các cô được, vì là gia đình phụ huynh cũng là ở đấy cũng ngập lụt nhiều, nên là chỉ được một số ít cô để làm ở đấy, nên là cái việc khắc phục cũng rất là khó khăn. Khối lượng bùn và rác khá nhiều, và hiện tại thì trời đang mưa nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, phải mất nhiều ngày nữa thì người dân mới có thể ổn định lại cuộc sống. Lực lượng quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tích cực triển khai phương án tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung hỗ trợ người dân khắc phục vệ sinh môi trường sau lũ. Các đơn vị cũng tăng cường lực lượng khắc phục sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua Hà Tĩnh nhằm sớm thông tuyến trở lại. Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời thông báo di dời và sơ tán nhân dân, triển khai các lực lượng để là ứng cứu và sơ tán nhân dân đến các cái vùng an toàn. Thứ ba là đã kịp thời để mà cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng nhân dân để cung cấp các cái nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm cho bà con. Đến nay, mưa lũ tại Hà Tĩnh đã khiến hai người tử vong, một người mất tích. Hiện lượng mưa đã giảm, nước lũ đang rút chậm. Tuy nhiên, còn một số xã vùng hạ lưu của thủy điện Hồ Hô vẫn đang bị lũ chia cắt như xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Đô. Dự kiến 1 đến 2 ngày nữa nước lũ mới rút hẳn, khi đó người dân mới có thể ổn định lại cuộc sống.